Chào các bạn đã trở lại kênh chuyện ma hàng bảo kể. Các bạn nghe chuyện nữa thấy hay hãy like, bình luận cảm xúc khi nghe chuyện, đăng ký kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho bảo các bạn nhé. Kênh chuyện ma hàng bảo kể sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm. Mọi người nhớ đón xem. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, hôm nay á, là chúng ta lại tiếp tục nghe cái phần chuyện của ông Ba Tước kể về những cái lần mà ông đã gặp ma trong đời cộng với một cái câu chuyện mà ông sực nhớ ra về một câu chuyện xa xưa, nó cũng ngắn thôi. thì um, trước khi bắt đầu câu chuyện của ông Ba Tước đó, thì Bảo có hai cái vấn đề quan trọng uh, thông báo với mọi người. Vấn đề đầu tiên là 7 giờ Bảo sẽ phát kênh chuyện bên đây như thường lệ thôi, chứ không có gì khác cả. thì 8 giờ Bảo đã mở lại cái kênh chuyện ma mà, mà Bảo sáng tác ở bên kênh kia. Thì Bảo sẽ để ở dưới bình luận, Bảo sẽ ghi bình luận của Bảo lên Mọi người bấm vào bình luận sẽ thấy bình luận đầu tiên của Bảo Trong đó Bảo sẽ làm cái link để cho mọi người bấm vào cái link đó Để qua cái kênh bên kia nghe chuyện và ủng hộ cho Bảo à, Tập chuyện trở lại đầu tiên Với một cái tựa đời mà rất là nhiều bạn thích Đó là quỷ nhập tràng 7 giờ mọi người nghe bên đây, rồi 8 giờ qua bên kia ủng hộ cho Bảo các bạn nha Rồi, đó là À, nhớ đăng ký kênh ủng hộ luôn nghe chứ không phải <laughs> nghe nghe xong rồi rồi không đăng ký kênh là buồn lắm à đó là vấn đề đầu tiên còn vấn đề quan trọng thứ hai là về bảo muốn một cái ý tưởng như thế này hiện tại thì bảo có rất là nhiều những câu chuyện mang ngắn được khán giả ở khắp nơi gửi về và những tập truyện đó có khi có tập truyện là khoảng 5 phút 7 phút rồi 10 phút quá lắm là 12 phút theo như bảo ngẫm đó thì nếu mà đem mấy câu chuyện nó vào cho một tập truyện để mà kể cho các bạn nghe uhm, ý kiến riêng của bảo thì bảo thấy là nó không có được cái sự hấp dẫn mà khán giả đã gửi về rồi mình không kể thì nó 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 không được rất là không không được các bạn cho nên á bảo quyết định là à, có ra một cái ý tưởng là vào một tuần à, một đến hai lần bây giờ mình nói một lần trước đi à, một lần nếu mà mọi người ủng hộ nhiều á thì bảo sẽ làm hai lần thì uh, cuối tuần bảo sẽ phát trực tiếp live stream thí dụ như 7 giờ bảo phát triển thì 8 giờ bảo sẽ live stream trực tiếp 5 phút đầu chúng ta sẽ trò chuyện với nhau để cho khán giả hậu vào đó, thì sau đó thí dụ như bảo điểm là 1, 2, 3 thì cái người nào mà muốn nghe cái chuyện gì thì bấm lên trước bảo sẽ ưu tiên tìm một câu chuyện tương tự như cái chủ đề mà bạn đưa ra để kể trực tiếp cho mọi người nghe trong lúc live stream luôn đó đó là 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 cái thông báo quan trọng thứ hai và nếu như mọi người ủng hộ thì bảo sẽ duy trì cái hoạt động đó từ 1 đến 2 lần trên tuần ừ, ý kiến của mọi người như thế nào hãy bình luận bên dưới bảo sẽ nhìn vào đa số để mà làm cái việc livestream đó hy vọng là được cái sự ủng hộ của tất cả các bạn à, rồi thì bây giờ chúng ta lại trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay câu chuyện của ông ba tước thì sau nhiều lần ông ba tước gặp ma cũng như là về bên ba vợ của mình đó cũng gặp ma và những lần ông gặp thì hình như là là là, là đều kiểu giống như là 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 thấy được cái hình dạng các bạn mà ta nói đêm hôm này nọ mà gặp ma nó hiện hình thì thôi cái chuyện đó đáng sợ thì khỏi phải nói rồi sau đó cái ông ba tước á ông có vợ ông có vợ nha lúc mà mới cưới vợ về á thì cái tâm lý của ông ba tước lúc đó ổng giống như là bây giờ mình phải làm làm cái này cái kia làm cái này cái kia nhiều nhiều vô cho, cho 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 vợ mình đầy đủ hơn chứ hồi trước vợ mình mình mặn không có có, có tuy là cũng nhiều đó nhưng mà con cái là là à, muốn lập cái công cho cái tình cảm vợ chồng nó kháng khích hơn. <laughs> hồi đó kiểu giống như mặn ít khi nào mà ban đêm. Thì bây giờ á à, muốn lập công mà cho nên cũng đi làm ban đêm này nọ nhiều với lại những cái chú ở trong xóm mà hồi đó làm bạn đêm làm gì các bạn chẳng qua là đi đặt lợp rồi văn câu rồi rồi rồi, rồi cắm câu hay là là, ớt ếch này nọ thôi rắn này nọ thôi cái lúc đó cái mới quen với một ông thì ông này á không là ông thứ tư ông tên trạng mà ông này rồi bảo kêu là ông cồ đi tại vì à, ông ba á, phải kêu bằng bác là thì Ha mới qua bên chỗ ông cầu đó, nói ông cầu bác bác tư bác tư bác dành cái người rắn một rắn ban đêm này nọ đó bác cho con theo con, con làm kiếm tiền ông cổ mới nói Ừ được mày muốn đi thì đi đi theo với tao nhưng mà mày sợ ma không ông ba mới nói trời đất ơi con gặp hoài bác tư ơi mà nói chung sợ thì cũng có sợ đó nhưng mà mà đi là đi à uh, bác tư ừ vậy được nhưng mà ta nói bày bay cái này nghe trước nha rắn á thì thường thường á nó trú ở những cái nơi mà ít người qua lại nó làm ổ rồi nó ở trong đó rồi cũng có rắn nó ở hang mà mình đi bắt uh, rắn đêm á chủ yếu là bắt rắn trên cây mà rắn ở trên cây thì thường là những cái chỗ mà không ít người qua lại mà mày biết rồi đó thời buổi mình bây giờ thì ma cỏ nó nhiều ít người qua lại này nọ thì cái mấy chỗ này nó ghê nha mà đi với tao là không được quyền chạy ông cổ cũng nói vậy đi với ổng là, là, là gặp cái gì gặp là không có được chạy thì ổng mới cho đi Đó. cái ông ba ông ông, ông cặt đầu đồng ý để mà đi với lại ông cồ lúc mà đi vô bữa đó đâu 7 giờ là hai ông mới xuất phát rồi đem ăn uống này nọ xăm xuôi hết trơn ha đem theo bình nước rồi cái đồ nghề mà chụp rắn á nó cũng đơn giản thôi cái nút thắt rồi 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 cây dài ra rồi đợi trận giật thôi còn mấy con rắn nào mà gần gần không biết là rắn không có độc đó chụp tay giờ ông đi ông chỉ rắn nào là, là là, là mày chụp tay được con rắn nào mày mày không chụp tay được và chụp là phải chụp như thế nào thì ông cụ ông chỉ hết đi vòng vòng vòng, cỡ cách nhà đâu cỡ chừng hai cái số á thì ông cổ bình thường à bắt cũng được năm sáu con rồi cái lúc đó ông cổ mới nói như vậy ông nói ơi tao với mày chuẩn bị đi vô trong cái 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 rạch này nè mà rạch này nha rắn nhiều lắm có một cái á bây giờ mày cột dây với cái 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 cái, cái chân này với cái chân tao đi thì tao tao mới cho mày đi vô tự dưng mới có đi tới đó ông nói vậy Quảng hồn liền giống như là chuẩn bị đi tới cái cái cái, cái nghĩa địa mà ông nói trong đó có ma sẵn vậy đó cột dây này nọ ông làm phủ đầu trước rồi cho nên là ông ba ông cũng ớn con cái gặp ma cũng nhiều rồi mà mình đi chung với ông bác tư thì mình không sợ tại ông ông cột tư đó ông gan cực kỳ lắm ông đi ban đêm không mà. bởi vậy ông đâu có sợ ông chỉ sợ là do là ông ông ba tước không còn trẻ lỡ mai mà chú đó ông sợ quá sợ rồi ông cấm động cấm cổ chạy ông té rồi ông đập đầu vô cây gãy cổ chết rồi mang quả nữa cái ông ấy, ông chuẩn bị dây sẵn luôn mới ghê các bạn thì lúc đó ông ba mới nói trời đất ơi bác tư lo xa quá con nói thiệt với bác tư ha con chấp nhận đi với bác tư rồi là cỡ nào cũng không chạy chứ mà bây giờ bác tư có kêu con chạy con cũng không dám chạy nữa con ở gần bác con có bác bảo vệ con chứ giờ con đi bỏ chạy rồi ai bảo vệ con? À, thì nghe nói vậy cũng hợp lý quá đi. cái em cầu tư mới nói ừ vậy được. nếu mà vậy thì đi vô mà mày nhớ nghe, có gặp cái gì kệ bà đó, hay nó rên nó la làm gì kệ đó, mày chỉ cần đi gần tao thôi, rồi bắt rắn rồi thoải mái. cũng sắp là tinh thần. ông ba ông mới cùng với ông cổ tư đi vô. Ta nói ông cầu tư thì ông đi thanh thản nhẹ nhàng Ông đi <laughs> như kể là chỗ không người Chỗ uh, uh, bình thường với ông Đi thoải mái vô tư Lia cái đèn rồi kiếm vắng này nọ ha Còn riêng ông ba Thì ông ớn Tại vì ông trong đầu ông quá suy nghĩ nhiều rồi Sợ trong khi dòm lên thấy dòm lên nó ngồi đó dòm lên nó ne nhăn úi vuốt gì đó Nó, 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 nó hiện hình rác Thì phải sợ thôi Đó cái đi cái thập thò thập thò lấp ló lấp ló hoài ông cầu tư ông mắc cười ông nói mày mới có cái rìa ở ngoài cái rạch mày đã tới đó rồi mà vô sâu trong rạch rồi là, là mày sao mà chịu nổi rồi sao đi được không đi không được thì quay về tao với mày về đi lòn lọn chỗ khác vô tới đây rồi bác tư ơi dứt luôn đi với bác con không có dục rè nữa đâu hai bác cháu bắt dài dài vô đâu có nửa cái số rồi kiếm được cũng dài con nữa rồi thì trong cái ấn tượng của ông ba lúc đó đây là cái chỗ lần đầu tiên ông tới mà ông đi vô nãy giờ cũng nửa cây số thì ông thấy cảm giác nó ấn ớn nhưng mà nó cũng không đến đổi con cái chuẩn bị là nhảy qua một cái đường nước nhỏ đó mới vừa nhảy qua hai bác cháu vừa nhảy qua cái đờ, đờ đường bờ bên kia thôi là kể như trong lòng của ông ba đó ông rợn nổi ốc nổi ốc đầy mình hết trơn ông nói rồi rồi vô chỗ thứ dữ rồi mà ông không có dám nói im ru đi theo ông uh, ông tư ông cầu tư ông cầu tư cũng nói nhớ rồi mày đi theo sát sát tao á đi vô một hồi thì hai bác cháu mới uh, kinh nghiệm của ông cầu tư mà ông dội lia cái đèn qua là ông dòm là sơ là ông thấy đó giống như là cái người bây giờ mà người ta đi soi ếch đó các bạn người ta có nghề người ta soi qua một cái là người ta nhìn thấy được mắt ếch còn mình là tay ngang mình vô mình soi cỡ nào soi không thấy đâu ông mới nói là ê cái cây đằng trước á ở trên cái nhánh á là nó con một cái con rắn nó đang khoanh trên đó đó bây giờ con rắn này nó không độc mà nó bự con cái nó hơi cao à, tao cũng hơi lớn tuổi rồi cái cây của mình á thì dối không có tới leo tao leo không nổi mày nhắm mày bắt được không lúc đó thì ông ông ba ổng là ông chưa có thấy cho nên là ông nói là phải thấy cơ, nó, nó, nó cao làm sao nó ra sao rồi con mới mới bắt được chứ bác tư à, mà miễn mà 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 nó cao và mày leo nghe chứ tao không leo à. được con leo luôn bác tư thì đi lại đi lại đó là một cái cây kêu bằng cái cây cây gòn các bạn bự lắm lớn lắm mà làm như cây gòn này nó mới có trái xong rồi nó thay lá đó Thành ra là lá non dai rất là nhiều. Mà nó rất là, 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 là xanh tươi luôn. Thì ông cổ tư mới nói như vậy Ông nói đó mày thấy chưa? Mày thấy nó khoanh chưa? Con mắt dòm lên. Ông ba ông thấy là cái con rắn này nó khoanh lại mà hình như là nó hơi vàng vàng. Mà nó bự lắm nha. Ông cổ tư mới nói là con hổ ngựa đó. Hổ ngựa thì thường thường ban đêm ban hôm nó ít khoanh trên cây lắm. Mà sao con này nó, 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 nó khoanh? Chắc có trứng rồi, ấm trứng rồi mà mày nhớ nè mày chụp nó thì mày cứ nhắm ngay cái 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 cái, đầu của nó đó, đó mày chụp mạnh vô bóp xiết vô nó có cắn mày cũng kệ nó, nó không có độc cắn này cũng như là đứt tay đứt chân thôi cái ông ông ba là ông cũng 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 là cũng không nóng cũng rắn bự vậy là đón chừng cũng là trên cả ký à mà mà con rắn to như vậy mà ông ông để cho mình bắt là là ông tin tưởng mình rồi đó cái chuẩn bị leo mà cây gòn các bạn biết á nó bự nó trơn, khó leo lắm à, muốn ông mới lấy sợi dây ra ông mới dục lên trên đó vậy đó dục lên trên cái nhánh á cho nó quằn cái đọt kia xuống rồi ông cột lại để đu cái cái, cái 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 sợi dây mà lên trên đó thì mới vừa quăng dây xong xuôi đâu đó lợi cầm sợi dây thì ông ba ông mới nghe ông nghe cái tiếng ở trên ở trên cao á rên Ừ. Ừ. nó dên vậy đó nó dên hai tiếng nha ông ba ông giật mình ông mới quay lại ông hỏi ông cổ bác bác tư bác nghe bắt nghe nó cái tiếng diện bác tư ông cổ ông nghe ông biết luôn ông biết là trên cây đó nó ngồi chảnh á mà ông không có nói mà ông ông biết là cái đây là cái hồn ma nó nhấn giữ vậy thôi chứ nó kiểu mà xô đồ đâu phải là chuyện đơn giản các bạn cái hồn ma mà nó muốn xô người sống mình á là cũng phải là cái điều kiện gì cực kỳ thích hợp bởi vì ta nói sao mà nếu mà hồn ma nó muốn xô người té này nọ thì biết bao nhiêu người mà mà tránh khỏi cũng cần một cái thời điểm nào đó cần một cái mệnh số gì đó cần một cái khoảnh khắc gì đó mà nó có thể uh, giống như hiếm lắm nó mới xô mình được bởi vì hồn ma đeo theo mình biết bao lâu mà nó muốn hại mình nó phải giới ông cầu ông mới biết là nó không có dám xô đâu cho nên ông mới làm bộn nó không có ông nói mày leo lên đi leo lên đứng cái nhánh đó đó chồm ra chụp chụp mà nắm mà quýu được nó thì quýu không quýu được thì quăng đây tao chụp từ từ ông ba mới leo lên làm đúng như cái lời của ông cổ nói cũng lên leo lên tới trên rồi cũng chụp con rắn rồi mà cái lúc mà dòm thấy con rắn rồi thì mê mê rồi cho nên là không có sợ chụp con rắn rồi cái ổng chụp mà nó không ở ngay cái đầu á không ở ngay dưới cái khớp cổ á mới chụp sâu ở đây thì nó quay đầu đó nó mổ thì ông mới giật mình ông đâu có kinh nghiệm nhiều ông sợ nó mổ ông ông mới quăng xuống quăng xuống đây thì ông cầu tư ông chụp ông quay quay quay, rồi ông cầm cái đầu ngọt sớt thì thấy cái người của ông cầu tư giữ qua Bằng đi bằng hôm mà ông lớn tuổi rồi mà ông làm còn hơn bắt con rắn ngọt sớt thấy trên thấy xuống rồi ông chụp vô cái mình con rắn rồi ông quay, quay quay, ông tuốt một cái là ông cầm mấy cái đầu kinh nghiệm ghê các bạn nãy rồi nãy rồi thì cái lúc đó đó xong rồi phải truyền nhánh này qua nhánh kia để mà leo xuống ta nói nó ác ôn như lắm các bạn nó không có hiện hình ra cho ông thấy thí dụ như ông ba ông đang ở trên cái cái bốn mét ở trên cao đi thì ở cái khoảng mà 2 mét là cái khoảng hồi nãy quăng sợi dây đó bước xuống tới đó rồi là đu sợi dây xuống đó nó không hiện hình rõ ràng cho ông thấy mà ông leo lên trên cây cái đèn của ổng mà ổng pha trên đầu mà hồi lần hồi xưa người ta chế mấy bóng đèn để ở đây để tôi đi uh, soi đó các bạn thì ổng dội xuống á ổng dội ngay vô cái chỗ đó cái chỗ mà 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 uh, xuống cái nhánh để mà đu xuống á thì ổng không thấy nó trong lòng trong liều vậy đó mà hỏi cái đèn ổng đâu phải lúc nào mình mình lên leo cây mà nó phải mình đi trên đường đó mà mình dội ngay vô đó hoài được cái đầu cũng phải ngoái qua ngoái lại để mà, mà kiếm đường um, leo xuống ổng ngoái cái đèn ở chỗ khác đó, thì ổng thấy nguyên bóng trắng ngồi chỗ đó Nguyên bóng trắng ngồi ngay cái vị trí đó đó Xỏa tóc ra ngồi vậy đó Ông giật mình Đang leo cây thì các bạn biết là phải là, là giật mình thì giật mình Nhưng quýu vô cái cây như này nè Quay lại dòm Quay lại dòm thì kể như là không thấy Dội cái đèn cái đó thì không thấy Mà quắt cái đèn đi chỗ khác để dòm cái bước chân mình bước xuống á Thì lại thấy Phớt một cái là thấy nó ngồi nó đóng một cục vậy đó Cho nên là ông sợ Ông đâu có dám bước xuống Ông cần ngồi ông, ông cà rung cà rung cả rung ở trên cái 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 cái, chánh cây đó hoài ông cồ tư á thì ti ông cũng không có thấy nha ông không có thấy nhưng mà kinh nghiệm ông nhiều ông dòm lên trên chỗ ông ba ông nghi ông đoán ông đoán là rồi 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 cái thằng này thế nào nó cũng gặp cái gì rồi ông mới đến trong lãng ông nói tôi tức, tức bay đừng có leo cái nhánh này nữa mình thanh niên trai tráng bay leo qua nhánh bên đây coi ông mới chỉ leo nhánh bên đây tại vì ông thấy là mỗi lần mà lia cái đèn xuống là ông ba ông quay mặt cái chỗ khác là bắt đầu ông quýu vô cái cây tuy là ông cậu tư không thấy nhưng kinh nghiệm ông cao ông giỏi ông mới kêu là leo qua cái nhánh bên đây mà cái nhánh bên đây á, thì nó lại không có cái dây để mà đu xuống nhưng với cái khoảng cách 2 mét nhảy xuống được người trưởng thành khoảng cách 2 mét thì mình nhảy trên nhảy xuống được ông mới nói bây giờ uh, mày nó uh, mày giỏi ngay cái đạn đó cho tao mày 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 leo xuống cái nhánh đó ông ba ông nghe theo chứ bây giờ không leo ông không le, xuống Tên nói một mình ổng chắc ông ôm cây ông ngủ tới sáng đó. ôm cây ông rung tới sáng đó. chứ dầu gì đâu dám bước xuống đâu ông bấm gan ông nói là bây giờ con cầu tư con cầu tư trong đầu ông chỉ nhớ một điều là con cầu tư con cầu tư con cầu tư vậy đó ông mới leo qua nhánh bên kia leo qua nhánh bên kia rồi khỏi chờ ông còn nhắc nhở nhảy cái đủ xuống liền nhảy xuống sông rồi đi ngay là cái chỗ ông, ông còn nghe đi đi bà tư đi bà tư ơi ừ đi đi ông cầu tư mới nắm ông đi nắm lôi đi một hồi cái đi qua cái chỗ khác thở hi 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 trời ơi bà tư bà tư về cũng cởi bà tư nghe ông cầu tư mới nói khỏi mẹ ơi cởi liền đây đi mới hay chứ cởi đâu cởi về nhà cởi làm gì cũng sợ quá sao nhắm cởi bắt tư mày kể đây được thì mai mốt mày mới đi với tao được chứ còn mà mày ở đây mày không dám kể á về nhà mới mới dám kể trốn tránh kiểu đó hoài là không cỡ nào mà đi với tao được đâu ông ba tước mới suy nghĩ trong đầu giống như đây là cái sự là sợ hãi nhưng mà cũng là một cơ hội để cho mình rèn luyện cái, cái, cái khả năng mà gan dạ của mình rồi cái tuổi trẻ mới lớn mà các bạn thành ra là cũng háo thắng bây giờ ông ông cầu tư cũng khích vậy dứt kệ ta nói ông ngồi ông kể ông nói là con gặp nó vậy 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 đó bác tư ở ừ, hàng chi tao thấy mày lia cái đèn xuống dưới đó xong rồi mày mày mày, mày quay mặt lại thì mày quíu vô cái cây bởi vậy tao mới kêu mày qua cái nhánh bên kia đó chứ tao đâu có thấy được á mày vậy là được á mày mốt mà đi theo tao là được thì xong cái lần đó rồi ha mấy lần sau tao nói ông đêm nào cũng đi mà nhưng mà ông cầu ông cầu tư cũng đi mỗi đêm con cái là ông ba thì hôm nào mà khỏe mới đi được với ông cầu tư giống như kiểu cũng cách ba bốn ngày đi ngày ba ngày đi ngày thì đi hoài như vậy cho đến khoảng hai tháng mấy á, thì cái lần này mới đi qua cái đồng khác đi cái đồng này là ông cầu tư nó đồng này tao đi rồi nhưng mà mày chắc chưa đi qua lần nào đâu đi tao dắt mày vô trong đó tràm dữ lắm mà lội nước nha chịu cực lội nước nha thì bình thường các bạn dân hồi lần người ta đi màng cực khổ này nọ mấy cái chuyện đó không ăn thua cái mới vô vô trong đó rồi thì nước nó chỉ ngang đầu gối thôi hai bát cháo lội lội rò vào nước vậy đó cái lúc đó cái đi vô có một cái cây tràm cây tràm này nó ngã cái tràm nó cũng cỡ chừng cầm chân về nó mới ngã nghiêng qua như vậy nè mà cái gốc nó chưa có trách kiểu như nó ngã nhưng mà nó vẫn còn chưa có chết ấy, nó còn sống á thì ông cồ ông gặp trên đó là có một con rắn mà con rắn này là hổ mang không biết sao bằng đêm bằng hôm không ăn nó, lại lên cây nó nó, chú trú như vậy thì ổng mới nói tại với lại là nước nó ngập ở dưới cũng đâu có chỗ ở dưới cho nó nó trú các bạn khoanh trở nó bóng lưỡng này thù lùi ông cổ đâu có dám cho ông ông ba ông bắt ông nói không được rắn này phải tao bắt mà cái nữa là uh, cái cây này nó nghiêng tao đi lên được đó thì ông mới đu lên ông đu lên rồi mới cầm Nói chung ông cò cũng không bắt tay đâu các bạn. Cầm cái đồ đang giật á. Nhưng mà con cá như vậy, con rắn hổ mang á nó rất là 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 hung. Vào cái thời cái mùa cái mùa đó là nó, theo như là ông cò nói nó hung lắm. Kiểu như mà mình đưa cái cây cái cây như này mà không có kinh nghiệm ha. Rồi giật thứ nhất là không trúng. Thứ hai á là, là gần gần nó mà nó giật mình nó thấy là nó khè nó 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 nhào tới à. Nó nhào tới là nó nó hốt à ví dụ như ông cồ á ông cầu tư á ổng mà có lỡ ông chụp không dính rồi mà con rắn nó có tấn công ổng á thì ổng có kinh nhiều kinh nghiệm để ông xử lý còn riêng ông ba nếu mà chụp không dính đâu gặp cái quảng hồn rung cây hay làm này kia là, là 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 là, không có có đủ cái bình tĩnh là là con rắn nó đớp à lúc đó là là, là, là ai cứu nổi thì cái nghề nào cũng có cái nguy hiểm của nó thôi bởi vậy ông cầu tư quyết định là ông leo lên ông leo lên mà ông còn nói với lại ông ông ba là mày phải đi xa xa ra đằng kia kiếm cái nhánh nào đứng lên tại ông sợ nhầm trường hợp mà nó sẽ xảy ra sự cố mà bắt không được á rồi nó nhảy xuống nước á con rắn hổ mang nó nhảy xuống nước mà ông ông ba đứng lùi 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 dưới gốc á rồi, rồi nó thấy rồi nó, nó sợ á táp ổng cũng lặn nước biết đường đâu né bởi vậy ông kêu đi xa xa ra cách đâu cũng năm chục thước á ông nói ở đó đi tao bắt con này được rồi thì à, mình đi tiếp. cái okay. ông ba mới lợi đằng đó mà năm chục thước trong một cái cái chuyện giống như là rừng tràm thì các bạn biết nha khó giờ mình thấy chỉ thấy cánh đèn thôi chứ không thấy được cái động tác không đâu. năm chục thước thì nó ngắn chứ nó không không có dài. con cái là cây cối các bạn tràm mà nó che khuất tầm mắt mình trên à băng đêm bằng hôm nữa. ông ơi ngồi ông ngồi ông đu trên cái mấy cây tràm mà nó chéo nhau vậy nè ông ngồi đó ông đu thì cô cầm theo cái cây nha lúc nào đi hai ông bác cháu cũng người cầm cái cây vậy đó lỡ gặp rắn nó nó, 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 nó lướt mặt nước rồi nó đập cái cây... ông cầu tư thì kia làm rất là nhẹ nhàng nghe, làm như là không có tiếng động luôn cái đèn của ông vội vội thì cũng le lói le lói rồi đó đó ông cầu ba thì ngồi ở đằng đây ông mới nghe cái tiếng ở sau lưng ổng á là giống như là cách ở sau lưng ổng ổng giờ mà không thấy nha mà có cái tiếng lội nước giống như hồi nãy mình đang lội nước vậy đó ông ba với ông cầu tư loại nước là sao là bây giờ loại y chang vậy đó loại nước à, à, rồi là lào vậy đó mới nghe thì phản xạ mà quay lại ông lấy cái đèn ông dội lại ông dội lại thì ông thấy là nước nó rẻ ra luôn là có giống như là sóng đánh vậy đó các bạn thì ở đằng đó có một cái bóng người đen đen thì ban đêm ban hôm người ta đi đi đồng đi bái đi mằng những công cái việc này thì mặc đồ đen chứ ai là mặc đồ trắng thì cũng bình thường bản thân của ông ba với ông cậu tư cũng mặc đồ đen vậy cái bắt đầu cái nghe lội nước sọt 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 sọt, sọt tới ổng mới dội cái đèn mà ổng nói ủa sao cái người này đi mà bạn đêm ban hôm đi làm cái nghề gì mà không có mang theo đèn ổng mới dội ô lại ổng dội 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 lại thì cái bóng nó từ từ đi tới 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 tới, tới thì nó đứng kế bên hai cây tràm ổng mới lia cái đèn ổng lại trời đất ơi ô cô nó đứng ngay đó nghe nguyên bóng đen tôi lùi các bạn cái mặt xanh trành nè nó hiện hồn ra đứng nó hiện đứng đó đó đứng kế cây tràm nghe mà Ông dòm thấy kiểu giống như là tóc tai của nó là 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 bị ướt á mà nhĩ nước xuống nghe gặp ớn hồ mớn dí hết trơn các bạn ổng nó đứng đó nó dòm móng mà lúc này ông ổng ổng ông, quá theo kiểu bất ngờ bất thình lình ông gặp cái điều đó ông ba ông sợ quá đi ông không có dám la ông ngồi ông ôm cây ông quýu, ông quay mặt chỗ khác ông không dám dòm thì nó ở sao nó giống như là nó đang nói chuyện vậy đó mà nó nói cái gì đó ông nghe không có được xí xô xào xô xào tiếng gì nghe không có ông rang ông ôm ông ôm cái chàm cứ ngắt vậy đó thì ông cầu tư ông mới bắt xong rồi rắn rồi ông khớp mỏ này nọ ông bẻ răng đầy đủ trên xong rồi ông mới để vô trong cái cái rồng á rồi ông mới đi quay qua ông kêu ông nói là tước ơi tước ơi tước ông kêu hoài mà thấy cái đèn nó lối đằng đó đó mà sao không nghe tiếng trả lời ông đi lại tới chỗ thì ông ba ở đây á ông mới dám dòm mà khi mà ông ngước lên ông dòm thì cái đèn ông dội vô cái mặt của ông, ông cầu tư nó mày làm gì dội cái đèn vô mặt tao như vậy ba 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 ba, từ, ba ba từ mà cái giọng nó rung, rung rung vậy đó cái ông cầu tư nó cũng tin ý đi ông nói nữa hả mày ông không nói là gặp ma hay gì mà ông nói là nữa hả mày thì ông ba ông gật gật cái đầu ông đá đá, đá cái đầu vậy sao vậy nè kiểu mà ông nói là sao sao đó đó rồi mà loạn à, ông cầu tư cũng lợi rồi đó, thì không còn thấy nữa tự dưng cái lúc đó trong lòng của ông ba dâng lên cái nỗi sợ mà nó khủng khiếp lắm cũng như là cái hiện tượng này nó cũng đâu phải là quá như hơn những cái lần trước đâu mà tự động sợ một cái nỗi sợ vô hình nó ập tới sợ liên tục không kìm nó được luôn một hai là rủ ông cầu tư về và bắt đầu lần đó là sau này ít đi với ông cầu tư lại tại ông cụ tư cũng ghê quá đi mấy cái chỗ gì đâu mà ta nói ớ ốc hết trơn nhưng mà lúc đó làm như nó vô tình nó hình thành một cái 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 tính cách của ông ba là cái kiểu như đỡ sợ rồi các bạn tự nhiên qua cái lần đó rồi mặc dù sợ xí xí vậy đó nhưng mà qua rồi thì sau này cảm giác giống như là, là, là giờ gặp thấy hồng ma này nọ nó cũng mừ phần nó còn chừng ba uh, bốn phần à cái một thời gian sau là cũng gần cả năm á nha thì cái hôm đó là là, là uh, ông ở trong nhà thương với lại uh, uh, bà ba, bà ba đó bà sinh đứa con đầu lòng các bạn Mà hồi thời điểm đó thì còn là sinh mụ vườn nha Nhưng mà cái bà mụ vườn bà nói là theo kinh nghiệm của bà Bà ba mang thai đầu lòng có cái là là cái sức khỏe hay là cái gì đó của bà ba yếu Rồi sợ sinh vườn là khó khăn lắm Bà không dám, bà không dám đỡ Bà mụ bà không dám đỡ đẻ Bà nói bây giờ bà đưa nhà thương đi mà hồi đó kiểu nghèo nghèo, nghèo quá thì thường xin mũ vườn không à rồi về nằm thang các kiểu thì thấy nghe nói như vậy rồi cũng ráng lo con mình mà vợ mình mà là mới đưa vô nhà trong cái nhà nhà thương chồng á mà các bạn hồi đó người ta hay nói là mấy cái người mà 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 sinh nở rồi đó mấy cái chỗ dơ dái đó thì uh, mấy cái xú ế khi mà sinh nở ra đó là ma quỷ nó thích mà nhà thương hồi đó thì các bạn biết là nó đâu có tiện nghi như mình bây giờ đâu nó sinh xong rồi ra nằm là nói chung cũng nhớt nhát lắm cái ở trong nhà thương cái ngày đó sinh ra mà cái sức khỏe của bà bà yếu quá phải nằm ở trong để người ta rồi mấy ngày sau mới một hai ngày sau đó, là mới ra ngoài nằm chung với mấy người ngoài đây cho nên là cái lúc mà đợi chờ chăm sóc đồ đó thì hồi đó cho vô nha chứ không phải là không cho vô cũng vô chăm sóc thì cái việc mà ban đêm ban hôm rồi đi đổ bô hay là cái cái mấy cái việc mà 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 cần phải chăm sóc người bệnh đó hay đi vệ sinh này nọ mà vệ sinh hồi đó làm cái mấy cái nhà vệ sinh nó phải trong phòng bây giờ mình có đâu nó có nhà vệ sinh chung nằm cách ra bên ngoài vậy đó muốn đi thì phải đi ra vậy mà làng điện đèn đuốc thì nói chung trong trong nhà tình nhà thương nó cũng cũng có chứ phải không nhưng mà nó hạn chế lắm chứ đâu phải là sáng đường đèn này nọ nó mỗi lần dưới nhà thương ấn các bạn thì cái đêm đó đó ông uh, ba ông nửa khuya thì uh, bà bà ba do sức khỏe bà yếu rồi bà đi uh, vệ sinh đó, nó cũng là 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 ở trên giường chứ không có 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 có, có đi xuống dưới được. Thì đương nhiên hồi đó là cũng cái mùi hôi, thư, hôi, hôi thối thối rồi đó, nó cũng dữ lắm. Ông lấy đồ dơ của vợ nè, rồi uh, uh, khi bà, bà bà đi vệ sinh trong nhà đó thì rất là hôi mà đồ đạc của lần người ta đâu có bỏ. Ông đem xuống, ông ra cái nhà vệ sinh này nọ, ông đổ cái này nọ, xong cái ông giặt. Rồi kiếm miếng nước rồi, rồi, rồi giặt. Ờ, ngồi ông giặt, giặt phải lấn lén người ta chứ để người ta thấy người ta, người ta, người ta, người ta la. Ông giặt đang ngồi giặt như vậy đó nha, thì cũng chui trong cái bóng tối giặt thôi. Lấy cái thao hứng miếng nước rồi ngồi đó rồi, 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 giặt. Để miếng xong bột vô. Đang giặt thì né người này, né người kia. Thành ra là mỗi khi có người đi vô là cũng sợ mấy cái người ở trong, bên, trong nhà thương á rồi dòm dòm thì thấy cũng là bệnh nhân này nọ người ta đi thì cũng sao bệnh nhân với bệnh nhân thông cảm với nhau đâu ai mét cũng hai ba người đi ra vô rồi cái lần cái rồi có tới lúc đó là giặt như 10 phần giặt hết tám rồi đó còn chừng hai phần nữa hả à. cái mới nghe là là có có người đi vô mà đang nói chuyện ở trong cái 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 cái, cái, cái hướng đó thì ông không có dòm thấy mà ông nghe tiếng nói nha nói chuyện mà sau nó tới nó lui rồi cũng có một giọng nói à thường thường người ta phải nói chuyện với nhau á là người này nói thì phải có các cái tiếng khác trả lời thì mới đúng là một cái cuộc nói chuyện bệnh nhân hay là người nuôi bệnh này nọ, ta ở trong cái nhà vệ sinh ta nói chuyện với nhau thì phải có hai ba thứ tiếng hai ba cái âm thanh á nhưng mà lúc này sao mà nghe lạ một cái là chỉ nghe một cái giọng người đàn bà lớn tuổi hả à? không nghe được cái giọng của ai khác hết trơn á đó. đó đâu phải mình giờ mà có điện thoại nói chuyện các bạn cho nên là 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 ủa sao lạ vậy chứ? thì ổng mới ngưng cho kiểu là nó nôn nao trong dạ và một cái cảm giác thường thường thì mỗi khi ông gặp ma ông hay có cảm giác đó. Bởi vậy ông cũng cũng, cũng nghi. cũng nghi tại vì trong nhà thương hồi đó ma cỏ có... dữ lắm mà chứ phải chơi đâu. Ổng mới ấy... chùi chùi cái tay. Ổng nhắm nghe cái tiếng số xào vậy nha ổng bước ra. Ổng bước ra ổng dòm, ổng dòm thậm chí là ổng đi lại luôn. Ổng coi cái 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 cái, cái. Cái buồn vệ sinh này buồn vệ sinh kia mà coi hoài không thấy ai trơn á, trong lỏng mà nguyên chỗ đó của mình ổng mà mà lúc đó là khoảng một giờ mấy sáng mà các bạn, ông mới thấy kỳ, rồi ông mới đi ông nói nghĩ là nhầm khi người ta vô rồi người ta đi ra, bởi vậy ông mới lại cái chỗ mà, mà mà giặt đồ tiếp tục á, nhưng mà ông ngồi ông ngồi sát cho mình Dách ngoài chút xíu là ông có thể dòm được cánh cửa, nếu mà có ai đi vô là chắc chắn ông sẽ thấy, chắc chắn ông sẽ biết, ông ngồi mà ổng không hề thấy ai vô nha, ông lại nghe cái tiếng nói chuyện ổng lại nghe cái tiếng nói chuyện ở trong đó y chang như hồi nãy luôn lúc này ông biết rồi ông biết ma rồi tại vì ông ngồi là cố ông ý là ông đưa cái, cái, mặt ông ra ông giờ mà giờ mà cửa đi vô mà ông nói ma rồi cái cũng giặt cũng giặt mà ông khắn ông nói tôi uh, có vợ tôi này nọ nè bệnh hoạn ở đây thì uh, chăm sóc cho vợ cho nên là mới 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 làm phiền uh, rồi, Thôi quý vị bỏ qua tôi giặt đồ xong rồi tôi cũng đi lên ông giặt xong đi lên ông đi vô ông đi ra khỏi cái nhà vệ sinh nó đâu khoảng chừng là mười mấy thước mà trong đó có cái bóng đèn nhỏ nha ông mới quay mặt lại ông dòm ông dòm thử coi là là có có cái gì nữa không ông quay ra ông dòm thì ông thấy là có cái dáng hình của một cái bà già bà chống cây gậy bà đứng theo kiểu là không phải là bà đứng sâu trong bóng tối nha mà như cái ánh, ánh sáng sáng đi, sáng đèn ở trên này nè, nó dội xuống vậy nè thì nó sẽ bị những cái 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 cánh cửa khi mà mình không đóng á đó các bạn thì nó che đi cái lớp ở dưới thì bà đứng ngay đó, đó. Bà đứng ngay cái bóng của cái cái, cái cửa đó đó. Mà ông dòm thấy rõ là hình dáng của một cái bà già chống gậy. Thì ông biết ma rồi ông đâu còn dòm nữa làm gì đâu. Ông đi lên. Nói chung cũng hơi ngớn thôi chứ không phải sợ như mỗi lần. Ông đi lên tới trên rồi thì vợ ông cũng chưa có ngủ cũng hỏi ông anh ơi có bị ai la không này đó ông bảo nó không 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 có ai chứ không ai thấy chứ à, bây giờ em ở đây đi anh anh à, lén ra ngoài kia anh phơi đồ Đấy. thì nói là tiếng lén chứ ví dụ mà phơi đồ thì bệnh nhà thương người ta cũng biết có cái là phơi ở ngoài cái chất sao á thì cũng không ảnh hưởng gì cho nên là là à, mặc dù biết nhưng mà người ta không có la để cho người thân của những người bệnh này nè lo lắng cho mấy người bệnh chứ nhầm khi hồi đó phương tiện nó rất là khó khăn các bạn đâu phải là chạy đi chạy về đem đồ này nọ dễ dàng đâu khó lắm ông ấy ra ngoài ông phơi ông phơi đồ xong xuôi đâu đó rồi mà ông cảm giác lạnh lạnh như ai đó mà đứng sau lưng của ông mà ông quay lại ông giờ này không thấy thôi cởi phơ đại ở dưới quê mình thì hay có kiểu là là kỵ cái việc phơi đồ ban đêm nhưng mà vô trong nhà thương rồi thì đêm ngày gì chủ yếu là lo cho người bệnh, ông mới đi ngược lại cái 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 phòng, ông ba vô một hồi đợi khi bà ba bắt ngủ á, thì ông mới mới chạy chiếu ra ông nằm dưới cái cái, cái gầm giường á, ông nằm ngủ, cái qua hai ngày sau thì lúc đó là bà ba cũng có thể đi xuống nhà vệ sinh rồi nhưng mà do là 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 đang ở trên cái 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 lầu lầu một á đi xuống thì nó nó khó khăn lắm cho nên là ông ba nó thôi khỏi đi chứ nó công động đậy rồi đau đớn nữa ở đây đi à, cũng dán chịu một hai ngày nữa đi à, ông cũng khó chịu khó là 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 làm như mấy bữa trước vậy đó giống như cái lúc mà bà bà ba không thể tự đi được á thì cái lúc đó đó các bạn mặc cái bộ đồ là bà ba mặc cái bộ đồ bà phơi của hai ngày trước đó cái khuya đêm đó đi tắt đèn ở trơn rồi ai cũng ngủ rồi ông ba cũng chuẩn bị đi ngủ rồi cái ổng mới gặp một cái bóng người chống gậy đi ngang đi ngang cái cửa phòng á ông mới giật mình ổng ông, 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 ông vậy ông dòm không thấy nữa ông mới bước ra ngoài cái hành lang á mà lúc đó bước ra thì hơi chậm nha tại vì người ta cũng ngủ ngốc nghênh ở trong cái phòng á phải đi phải né đạp chúng ta là sao đi ra ông dòm ông dòm hành lang trống quơ wow, trống quắc không có người nào hết trơn mà lại là cái hình dáng chống gậy con cái là không dòm rõ một cái người đàn bà như hôm trước thôi ông mới nghi là cái bà đó nhưng mà không lẽ bà đó có theo mình mà theo theo thì ông cũng không có sợ nữa hồi đó thì chắc có lẽ là ông sợ đó còn bây giờ thì ông nghĩ là cũng chắc có thấy hạp này nọ rồi bắt đeo đeo theo bắt kiếm ăn này nọ thôi ông chỉ nghĩ sơ vậy đó ông mới vô ông nằm ông vô ông nằm cũng ngủ nha ngủ được một ít thì ổng mơ mơ mà màng màng ổng thấy làm như là ai ai là 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 à, đang đứng à, giống như ông, ông nằm, dưới cái gầm giường của vợ ổng vậy nè thì có ai đang đứng ở đó mà, mà chồm người lên giống như thể là là bác sĩ mà khám cho bệnh nhân vậy đó ông ông, ông 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 quan mang ta kiểu là cũng mệt trong người lắm các bạn rồi mới mơ hồ hồ á sợ rằng là là không lẽ giờ này sáng rồi tới giờ bác sĩ người ta vô ta khám con cái sẽ nhìn sẽ sinh sẽ thui à Ông nhướng mắt lên dòm kỹ ở ngoài kia thì trong trung phòng á là ai cũng đang nằm ngủ hết trơn á một bóng người này là ai cái ông nghe cái tiếng vợ ông quay lại ông dòm thì ông không còn thấy là là cái hình dáng nó nữa rồi ông mới nghe cái tiếng của bà ba bà, bà la ớ <laughs> vậy đó làm trong phòng ai cũng giật mình thức dậy rồi người ta mới mở đèn này nổi lên ông mới lờm cờm ngồi dậy em em sao vậy em sao vậy em thì bà xanh thấy mặt mày bà xanh cho nghe mà bà sợ mắt bà lau liếc lao liếc Bà giờ dờ, mà dòm vậy nè nhưng mà lúc đó do là nhiều người người ta hỏi quá cho nên là bà ba bà ba gián bà nín rồi cái cái đứa nhỏ nằm kế bên đó, nó cũng khóc nó cũng khóc rồi cũng dỗ cho nó nín cái đứa sáng mà ba mới kể là hồi tối đêm hôm có cái bà nào bà già bà chống gậy rồi bà bà bà, 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 bà lôi em bà, 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 bà đòi còn cõi đồ em ra bà nói đồ này là đồ của của tao mày cho tao rồi chồng mày cho tao rồi cái ông ba ông nói ủa, trời đất ơi vợ mình thấy bà già chống gậy mà mình thấy trước đó mà cái hôm mà ông phơi đồ á nghe là cái kiểu ổng cũng cảm giác giống như ai đó sự lưng ổng á ổng có gì trời cái ông có sực nhớ ra là ông bà đó giờ hay nói là kỹ phơi đồ ban đêm có khi nào phơi đồ vậy giờ ông ta thấy bà đồ bà muốn mặc cái đồ đó rồi bà vô bà mặc rồi bà nói là mình cho hay không đó thì ông mới thấy vậy ông mới suy nghĩ hoài. Tối đêm đó ông vào ông phơi đồ. Ông cũng giặt đồ, ông kêu một vợ ông thay ra, kêu ba thay cái đồ đồ đấy ra. Thay ra ngoài đó rồi cái ông mới vào ông giặt. Ông giặt xong ông phơi thì ông có cảm giác đó nữa. Cảm giác ớn lạnh nữa. Nếu như mà thời gian trước là ông bỏ ông chạy vô rồi. Nhưng mà lúc này ông lo, ông sợ là là là, là, là theo vợ ông này nọ. Thì ông mới nói, ông khắng vậy nào ông nói thôi bây giờ bà muốn cái bộ đồ này phải không? Thì thôi tôi cho bà. Rồi á ngày mai nó khô đi giờ tôi kiếm cái chỗ tôi đốt cho bà thì bà đừng có 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 lên mà bà lôi kéo vợ tôi nữa ông nói vậy cái im ru tối đó ngủ im ru mấy bữa sau cũng im ru nhưng mà ông đốt cái bộ đồ đó rồi nha vợ ông hỏi là bộ đồ đâu bộ đồ quý lắm lần đồ mặc đồ quý lắm các bạn thì ông mới làm bộ ông nói là không biết để ngoài rồi ai lấy em ơi cái chuyện mà đông người này nọ rồi cũng cũng buồn cũng rầu vì mất cái bộ đồ con cái mất rồi thôi chứ giờ biết ai đâu mà mà, mà đòi tới phiên mà tối đêm nay ngủ để sáng ngày mai xuất viện ra về đó thì đêm đó ông ba ông nằm mơ ông mới thấy là bà chống gậy lại mà giờ không có rõ cái mặt của bà nha biết bà già vậy thôi bà mới nói tao cảm ơn mày nha mày mày cho tao bộ đồ tao mặc ấm lắm chứ đó tao lạnh lắm tao cảm ơn vợ chồng mày nha giờ vợ chồng mày ngày mai về rồi phải không à, về đi tao không theo đâu đừng sợ đó về nhà rồi ông ba ông kể cho bà ba nghe bà ba có lạnh người hết trơn thì cái kiểu đó mà dù có bộ đồ cũng không dám mặc nữa. đó thì xong các bạn, à, coi như là ông ba còn Còn nữa nha nhưng mà à, mấy cái lần sau sau này ông gặp á thì bảo à, à, kể vào tập sau đi. còn bây giờ bảo sẽ kể như là để giới thiệu là một cái phần chuyện xa xưa ngắn mà ông ba ông nhớ, ông kể lại cho bảo nghe. cái này nó cũng ngắn thôi. thì có lần ông nghe người ta kể á là hồi đó xa lâu lắm rồi thì trong cái xóm đó đó có một cái ông cái ông này là ông, giàu giàu có lắm theo kiểu giống như cũng địa chủ hồi đó vậy đất đai đồ dữ dằn nhưng mà ông có hai đứa con thì một đứa con trai và một đứa con gái thì hai người con của ông vẫn là 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 hai cái người con mà 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 hiếu thảo đàng hoàng lắm trong sớm người ta cũng quý nữa nhưng mà có một cái á là cái bà vợ của ổng á cái bà vợ của ổng là thí dụ như ông bà này bảo kêu là đắt đai nhiều kêu là ông bà cả đi à, ông cả ông cũng bình thường vậy đó ông cũng không phải ý giàu rồi ông khinh người ta này nọ cho nó là nhiều người quý lắm con cái cái bà cả đó là ai cũng sợ kiểu như bà thí dụ như đông lúa này nọ ha mướn đất của bà đi một lần là hình thức là đông lúa trả thì phải đầy đủ thiếu hộp không được cho bạn còn cả khác hay là cậu hai cô 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 út đồ đó thì nó lại khác chăm chiếu cho người ta dữ lắm thậm chí có lần mà ba bà, bà bà cái năm mà cũng mưa gió thất thường nữa các bạn rồi năm đó ai cũng làm thắt hết trơn nó nói cái tiền cái cái lúa mà để đông trả lại cho ông bà không đủ nó có đâu mà 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 dư ăn thì người ta mới xin khắc lại rồi theo kiểu là năn nỉ để mà giảm bớt cái 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 cái, cái thuế uh, ruộng lại. Thì bà không cho. Được cái là ông cả với lại cậu hai của Út đồ đó mới âm thầm là 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 uh, vẫn lấy như vậy, nhưng mà khi mà về rồi đã canh làm chuyện này chuyện kia để cho bà đi, bà làm con chuyện gì đó. Thì mấy cha con hú hí nhau là đem ra uh, cho bà con nhưng mà dặn bà con đừng nói coi như là cái phần này là giảm phần đắc lợi để cho bà con có gạo ăn này nọ ha. Thì cái việc đó hết sức nhân đức rồi. Ai cũng quý, ai cũng mến hết. Làm nhiều lần vậy rồi thì cái tiếng thiện càng ngày càng nhiều cho cho cái người cha là ông cả và hai đứa con. Còn cái bà cả thì cái tiếng xấu càng ngày càng càng đậm. Nhưng mà cũng vợ mà, rồi mẹ ruột của mình mà, thành ra là chỉ biết khuyên thôi chứ đâu biết gì. Đó thì đến khi mà cái người con trai á là có vợ nhưng mà do là con trai trưởng trong gia đình mà gia đình lại không có con trai út nữa thành ra là ở chung cái cô con dâu này á là khi mà cưới về á là cái cô con dâu này được bà cả chọn cho nên cô con dâu này về cái tính cũng na ná giống bà cũng đi theo bà không à? rồi cũng có đứa con hai vợ chồng của cậu hai cũng có đứa con đứa con trai đâu cổ chừng là 4 tuổi hả à? thì mới sắp sửa là, là 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 chuẩn bị là cưới vợ cho cái lộng gã chồng cho cái cô con gái nhưng mà do là ban đầu bà cả đã chọn một cái đứa con dâu mà theo như ông cả là chẳng ra gì mà ngay cả cậu cậu hai cũng ấm mất cũng tức nữa nhưng mà con gái á là cái quy quyền theo kiểu là con gái trưởng trong nhà mà cho nên là có cậu hai với lại ông cả cũng hạn chế được hai má con nhà này mẹ chồng con dâu nhà này thì tới cái lúc mà cái cô út này nè cô chuẩn bị có chồng á là chuẩn bị tới ngày cưới tới ngày mà người ta qua dạm hỏi rồi đó thì cái hôm đó là cái người đó là ông cả chọn thì cậu rể này nè thì các bạn ông cả chọn đúng không có giàu có nhiều nhưng mà à, tính tình rất là là hiền lành và nhân hậu thì khi mà cái ngày chuẩn bị tới ví dụ ngày mai tới đi là bà cả bà không ưng ý tại bà đâu có ưa bà không chịu cho nên là nhưng mà con cái là cậu hai và ông cả quyết tâm quá mà cô út cũng chấp nhận luôn cho nên là bà cản không được con cái là bả với lại cô con dâu đó là hai người là không thèm lo gì hết trơn qua là tiếp hồi hộp theo kiểu người nghĩ trong đầu như vậy cho bên kia chán nản rồi mắc cỡ đi về thì tối cái đêm đó đi cái cô út này cũng cũng buồn cổ mới đi ra phía sau nhà chỗ cái vườn nhà cổ đó. cổ mới ngồi cổ ngồi ở đó cũng lâu lắm nha thì ở trong nhà nè không thấy con gái mình đâu ông cả ông ông mới đi ra ông kiếm thì lúc đó là cậu hai cũng đi theo đi ra kêu kêu tên vậy thì khi đi đến gần á thì thấy cô út các bạn cổ đang nói chuyện với một cái người nào đó nhưng mà do là khoảng cách nó cũng chưa có quá gần À, cho nên là không rõ nghĩ là cô út nói chuyện với nhà nhân trong nhà thôi Cậu nói hồi cái tự nhiên cái hai cha con mới dòm thấy cổ rung người đấy đấy lên như nào mới giật mình mới chạy lại thì lúc đó cô út cổ té cổ té xong rồi cổ bật cổ ngồi dậy nha cổ cổ dòm ông cả mà cổ rưng rưng nước mắt nha mà ông cả nó ủa con gái mình con sao vậy con thì mới khóc khóc rồi nói là tôi không phải con út tôi nè ông biết tôi không mà cái giọng nói nó kỳ lắm lớ 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 ông cả mới nói ai vậy ai vậy ai giặt cho con tôi hả đó, thì bà cái người đó mới nói tôi nè ông biết sao hồi đó ông không tìm thấy tôi không thì bà mới nói cái tên của bà ra thì ra cái bà này là cái người mà hồi đó là ông cả ông thương các bạn Ông Thương á Là ông định cưới rồi đó Nhưng mà do là cái cô này á Nói chung cô không phải cô nghèo Cô không phải cô nghèo Và cái gia đình của ba má của ông cả đó, Khi mà ông còn sống á Là cũng chấp nhận chứ không phải là không chấp nhận Nhưng mà khi đó là cái bà cả đó Là bà mới để ý ông cả nè Bà mới hại con người ta Bà hại cái bà này kêu bằng là 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 Chết đó các bạn má hại chết mà ông cả ông đâu có biết ông chỉ tưởng đâu là rồi bà mới ghi nhờ thầy các bà cả bây bà giờ thầy bùa đồ này nọ đó là mới làm cho cái gia đình của cái cô này là sợ bỏ xứ đi tới trường ông cả ông hay thì ông tưởng đâu là cô gái này cũng, cũng bỏ xứ đi vì cái lý do nào đó mà ông cũng buồn trong dạ nữa ông nói là ủa sao mà chịu mình rồi mà sao bây giờ cũng chuẩn bị rồi mặc dù bên kia có có, có cái người là cũng uh, có nhiều lần làm phiền con cái đâu có gì đâu mà phải bỏ xứ đi này nọ ông cũng thắc mắc hoài có con cái là đi biền biệt ông không biết mà ông không biết rằng là cái cái cái, cái người ông thương nó chết rồi à? còn cái gia đình là do bị cái ông thầy bùa mà bà cả bà thuê á, là làm ám cho nên là sợ bỏ xứ đi luôn nhưng mà cái hồn cổ thì không có đi còn ở đây mấy chục năm cổ theo ông cả. Nhưng mà do là ông cả ông sống có đức mà cổ là cổ cái hồng a. Thành ra là cổ sợ, cổ không dám lại gần. Cổ đứng xa xa cổ dòm không à. Mà mỗi lần cổ dòm thấy bà cả là cổ muốn trả thù. Con cái á. Cái đất trong nhà có lớn quá. Bà Ti là bà ở là không có thiện đó. Bà ác rồi, nó nó ác luôn chứ không thiện gì nữa nhưng mà được một cái là được cái sự chở che từ cái 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 đức của ông cả với lại hai người con á. Cho nên là cái trong hồn cổ chưa có làm gì được chứ Thì cái lúc này đây là sắp tới ngày đám cưới của cái cái, cái ngày mà giảm hỏi của cái cô của Út nè. Thì cổ thấy là mẹ của cô Út với lại cậu hai á thì có tội, có tội là hại chết bà. Nhưng mà hai người này không có tội tại vì bà bà sống bà thiện cho nên là khi bà mắc rồi mặc dù bà mà mang cái quốc niệm là bị chết oan bà muốn báo thù nhưng con cái là bà vẫn giữ được cái cái thiện nguyện của bà, cái tâm nguyện của bà cái tâm thiện của bà nó nó vẫn còn bà không hại gì hai người này chứ rồi. rồi bà mới tội nghiệp tội nghiệp cho cô út á là giống như là cái vong hồn của cái, cái 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 bà mà đã chết bà biết được là cái mưu mô, mô cái toan tính của hai mẹ mẹ chồng con dâu này nè là, định là ngày mai sẽ làm cho bên đàn trai mắc mặt rồi rồi à, nhục nhã rồi bỏ về là phá đó cái bằng phá đó thì cái cô này cái cái bà này bà chết rồi bà cũng thương bà nói cảnh tượng cảnh tình này cái cô con út này nè cũng giống như mình một lần nếu như mà không thành á cái cậu trai nó tốt lắm mà để cho cái bà cả này bà đi chọn một cái người nào khác thì cái cô út này cũng là khổ bà thấy vậy bà mới nhặt vô bà nhập vô rồi bà kể lại bà nói nha rồi bà mới đi vô trong nhà bà kêu là dắt vô trong nhà ông cả phải cho phép bà bước vô nhà thì bà mới bước vô nhà được bước vô nhà rồi á, thì cái bà cả với lại cái cô con dâu này nè cũng toi đặt toi đập với nhau sao á kêu ra chỉ mặt bà, bà nói là hồi nãy mày á mày nói vàng vàng vậy, vậy, vậy nè tao xin người ta dữ lắm người ta mới cho tao nhập vô nói nè đó, hai, hai, hai mẹ con của mày á bàn vậy 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 đó nói tao nói hồi là hồi nãy lời lẽ của hai má con nói sao nói ra rành mạch hết trơn luôn thì bà cả lúc này bà biết là cái người đó là cái người bà hại chết rồi đó mà bây giờ về á chợn mắt lên giờ bà á, thì có người ở ác mà các bạn là 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 là, là, là đâu có chịu nổi là chân tay bỗng dũng sụp xuống quỳ lại gian sinh thú tội luôn khỏi cần ai ai kêu khai chứ bà mới chỉ mặt và nói mày hại tao tao còn trẻ mà tao chết qua hăng vậy đó mày tội lỗi của mày dữ lắm người ta cũng đang chờ mày mày sắp rồi đó mày không có ở được lâu đâu người ta cản tao người ta nói tao mà 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 bóp cổ mày chết là tao mang thêm cái tội thôi còn mày mày cũng sắp chết rồi mày ở ác đức quá cái tuổi thọ mày nó 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 bị sụp rồi cái kiểu ý là nói vậy đó mà bà gào nói chung là cũng gào gào lên rồi dữ lắm con cái là lúc đó ông cảm khóc quá trời khóc luôn rồi hai người con á mặc dù sao cũng là mẹ mình cậu hai mới lợi sinh gian sinh này nọ nói gì ơi con, con mẹ con có lỗi với gì này nọ các kiểu thì cái bà này nói chung tâm bác cũng thiện các bạn cho nên là bà cũng cũng dịu lại bà nói thôi bây giờ nó ở ác quá mẹ mẹ con ở ác quá đó là tuổi thọ thay vì sống được ba 30 năm nữa đi, 20 năm, 20 năm nữa đi Bây giờ chỉ còn sống được vài năm thôi cô gì nói cho con biết vậy đó thôi giờ giờ gì đi mà mẹ con của bà ngón chỉ mặt nhón dâu luôn nó này nó ác lắm nè nó giống bà chỉ mặt nói rành ra chứ. thì sau đó sức ra ông cả cái bọn khóc quá trời khóc luôn thì bắt đầu từ cái cái ngày hôm đó là qua ngày hôm sau á ổng mới đi là nói với bên cái gia đình bên kia là chọn ngày khác còn ở đây ông xử lý gì gia đình là cậu hai là cái bằng bỏ cái 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 cô này luôn bỏ cái cô vợ của mình luôn á không 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 để trong nhà nữa tại vì cái lúc mà cái 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 bà này mới nhập về mới nói rõ hết rồi lúc trước mày mày sao sao mới về nhà sao mày toan tính sao sao nói rõ chứ quỳ đó là chấp nhận luôn đâu có dám mà 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 mà, mà cãi tại nói đúng luôn mà bà cả cũng thừa nhận cái điều đó thì lúc này cái, cái cái cái, tội lỗi nó quá lớn rồi cái cô 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 út khi mà tỉnh dậy cũng nghe kể cho nên là hai anh em cùng với ông cả ông cả nó thôi bây giờ bà ác quá vậy tôi không ở với bà nữa Bây giờ của cải trong nhà đó Chia cho bà Bà muốn làm gì bà làm Rồi bà về bên đó bà ở với gia đình bà Tôi không có có ở với bà nữa Thì hai đứa con á Thấy cái tội lỗi mẹ mình lớn quá rồi à, Nhưng mà Theo cha Chứ không có đi theo mẹ Con cái là vẫn Vẫn Lập đàn lên rồi cầu sinh rồi gian giái để cho cái tội lỗi của mẹ mình giảm Thì lúc đó cái bà mới quyết định bà đi tu Bà thấy tội lỗi quá rồi mà cái cô này nói là mình sắp chết rồi, còn cô con dâu thì không nói nữa, không đáng nhắc tới, đuổi về rồi. cái bà mới đi tu các bạn, ăn năn hối hận cái tội lỗi của bà, bà mới đi tu. còn cái cái bà này, cái bà chết thì được hai anh em là đi làm cái cái bàn thờ để coi bà như là cái người mẹ thứ hai vậy đó, để mà thờ phần nào chuộc lại cái tội lỗi của mẹ ruột mình đó cái bà cái bà cả cá đó thì bà mới đi tu bà đi tu thì hai anh em cũng ra sức bỏ tiền ra này nọ để bà không lấy tài sản luôn à như bà hối hận đó các bạn thì biết rằng cái tội lỗi của bà hối hận là là nó muộn rồi nhưng mà dẫu sao có còn đỡ hơn không hai anh em mới vô trong đó rồi bồi đắp trong tiền bạc cho cắt chùa này nọ cho mẹ mình tu nói chung mà cũng phải giữ chọn chữ hiếu chứ đó thì vô trong đó rồi cái bà sống được đầu 5 năm 5 năm các bạn mà cũng khỏe mạnh bình thường vậy nha cái cũng thắc mắc nhưng mà cũng cái cũng mừng mẹ mình không có sao thì cái hôm đó đó bà mới nhập về cái cô của út mà cô út này là có chồng rồi có con rồi thì bà mới nói là do là nó biết hối lỗi nhưng mà cái tội nghiệp của của của, của mẹ của của con á, cũng lớn lắm nhờ là là trong năm năm nay ăn năn hối hận rồi rồi Uh, tu tập dưỡng tính đó cho nên là sống được để trả nghiệp uh, nhưng mà cái tội lỗi đó thì cái nào có đức sẽ được bồi đáp còn cái nào mà mà tội lỗi hại chết người thì cũng phải chịu cái lỗi đó thôi nhưng mà cái cái thọ cái thọ mệnh đó thì được một thời gian nữa đó thì khi đó đó là cái 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 bài này bà mới nói là cảm ơn tụi con nhờ hương quả của tụi con cũng nhờ cái cái sự hiếu thảo của tụi con mà mẹ tụi con được à tăng lên một xíu tuổi thọ để có thể là làm được nhiều phúc đức bù trừ cho cái tội lỗi của mình còn riêng của duyên gì là cũng được hương khói của những đứa con hiếu thảo à, cho nên là cái hương khói đó nó, 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 nó đức độ nhiều lắm nên giờ gì cũng được được đi rồi gì mãn nguyện thỏa nguyện không còn hẳn thù gì nữa rồi thôi giờ về đi là cỡ như từ đó về sau là không còn thấy nữa thì qua cái câu chuyện xa xưa này tuy là nó cũng ngắn gọn nó không có đến nỗi là quá đáng sợ nhưng mà mình cũng thấy được cái luật nhân quả thì nó luôn luôn công bằng các bạn à, rồi câu chuyện của à, ông ba tước à, tạm dừng ở đây thì ông sẽ trở lại vào vài ngày sau khi mà ông hoàn thành những cái à, suy nghĩ về nhớ về những câu chuyện trước đó gặp ma đó là tiếp tục thì những câu chuyện của ông ba này nghe ghê thiệt các bạn rồi bây giờ bảo xin chào à, mọi người đừng quên á là bên dưới đường link bên phần bình luận á, sẽ có cái đường link để dẫn qua kênh sáng tác của Bảo à, với tập truyện quỹ nhập trang mọi người qua đó um, nghe cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ Bảo nha còn bây giờ Bảo xin chào hẹn gặp lại chúc mọi người có một đêm ngon giấc